Vâng, số 70 xin chào toàn thể anh em nhé. Vâng, hôm nay em vừa lắp lên một cây FX cho khách đây. Đấy, cây FX em vừa lắp cây FX cấu hình cao cho khách nhé. Đấy, thì tiện thể với em làm video đấy, giới thiệu cho anh em xem qua nhé. Rồi xong em sẽ giới thiệu chi tiết cho cái cấu hình của cây FX này anh em nhé. Đây em vừa lắp xong chưa bơm. Đây để em giới thiệu chi tiết hơn nhé. Đây thì combo quy quy mõm dài anh em nhé, ôm van der in đây nhé. Đấy, gạt chốt an toàn. Đấy, Van der Rim 7075. Đấy, đây là mặt bên kia. Đấy, Van der Rim 7075 anh em nhé. Carbon trắng này. Bon TS nhé. Carbon trắng TS anh em nhé. Đấy, và cành thì cành cành lô tha đây nhé, em tiện sẵn sơ mi liền luôn nhé, cực kỳ chắc chắn, không cần anh em không cần phải chơi còng còng mà nhìn nó xấu anh em nhé. Là tiện cành là cành liền luôn, như này anh em chơi nó sẽ rất rất chi chắc chắn nhé, không cần phải lắp còng anh em nhé, vì chơi cành dài thế này nếu anh không tiện như này là anh em phải lắp còng, dùng sơ mi này mình phải lắp cái còng anh em nhé, nhưng mà mình dùng tiện liền như này thì mình không cần phải lắp còng, thì nó vẫn cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, kính kính VSA TMD nhé. Đấy, em nói sơ qua về thông số như thế anh em nhé. Đấy. Đấy, cây này chỉ có giá hơn 10 triệu một chút thôi anh em nhé. Đấy, cây này cành như là cành lô tha, cành này là cành cành 16 anh em nhé, từ 16 inch làm ba khúc cánh lùn bút nhau. Đấy. Đấy, cây như này giá nó chỉ hơn 10 triệu một chút anh em nhé. Đấy, em ngoài giá công khai hơn 10 triệu một chút, anh em cân đối tài chính. Đấy, cực kỳ là trơn tru, cực kỳ là đẹp luôn. Đây em vừa là giáp xong, đồ nghề vẫn còn đây. Đấy, kéo anh em xem. Đấy. Đấy. Cực mạnh luôn anh em nhé. Đấy, em vừa giáp xong rồi em làm video để giới thiệu cho anh em thì anh em tham khảo nhé. Đấy, anh em nào thích mẫu quy, đây là quy màu xám. Đấy, còn nếu anh em không thích màu xám thì anh em hãy giữ quy màu đen, nhưng có đầy đủ cho anh em nhé, như những video trước em đã giới thiệu những quy màu đen này. Đấy, gần đây là cái mẫu quy màu xám anh em nhé. Đấy, anh em là thích mẫu nào thì thích màu nào thì em có đầy đủ để phục vụ anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ ba số điện thoại bên em nhé. Đấy, ba số hoặc kết bạn Zalo ba số ở bên em nhé. Đấy, em sẽ tư vấn nhé. Đấy, còn thích mẫu mã cấu hình cao hơn nữa hoặc là cấu hình tầm trung em đều có nhé. Đấy, và anh em nào muốn tham khảo thì anh em cứ vào kết bạn Zalo ba số kia bên em nhé, hoặc gọi điện trực tiếp em báo em nhé. Đấy. Ok anh em nhé. Đấy, anh em xem nhớ đăng ký kênh cho bên shop, sẽ giới thiệu cho anh em những cái video, những cái sản phẩm mới cho anh em tham khảo anh em nhé. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm video, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.